thùng kia 7 cân. Nhưng sao nó thêm cái thùng phải, to để nó đúng phải không? Phải to tầm, tầm 11 cân nhé. 11 cân. Cho cho cho. Chờ tí nhé, chờ tí để ra cho mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn. Vâng vâng cô cứ làm. Có chân không? Sắp Tết rồi, thịt trâu nhiều lắm. Chỗ các bếp đây đang vội vã lắm, rất nhiều người lấy.